Sau khi bộ phim điện ảnh được quay trên núi đóng máy, vừa lên mạng, tôi đã được báo rằng người chồng vừa kết hôn của tôi gặp tai nạn giao thông, bây giờ đang hôn mê. Tuy tôi và anh ta là liên hôn gia tộc, không dựa trên cơ sở tình cảm, nhưng trên danh nghĩa anh ta vẫn là chồng tôi. Tôi từ chối lời mời dự bữa tiệc đóng máy, mua vé máy bay chuyến gần nhất bay trở về. Lúc đến bệnh viện, bạn tôi Mạnh An nhìn tôi bằng biểu cảm phức tạp. Tin tốt là anh ta tỉnh rồi, còn tin xấu là não anh ta bị chấn thương. Não bị chấn thương sao? Tôi hỏi. Cũng không biết phải nói thế nào, tự vào trong mà xem đi. Nhưng mà Mẫn Nhi này, cậu phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt đấy. Nhìn thái độ của cậu ấy, tôi tự giác chuẩn bị tâm lý. Người chồng mới cưới của mình đã biến thành một tên ngốc. Mãi cho đến khi tôi nghe tiếng quát tháo của anh ở trong phòng bệnh vang lên. Kết hôn á? Giang Thịnh, cậu lặp lại một lần nữa xem, ai kết hôn nào? Điên rồi, hoàn toàn điên rồi. Tôi làm sao mà có thể kết hôn chứ? Đừng nói đến việc liên hôn không có cơ sở tình cảm đó. Tôi vừa có tiền vừa có nhan sắc, lại có sự nghiệp, làm sao có thể quẫn trí đi liên hôn với ai? Giang Thịnh im lặng, rất lâu sau mới lên tiếng. Anh Thiên Minh, anh đừng nói như vậy. Ngày xưa hai nhà liên hôn là do anh chủ động thúc đẩy, là anh cam tâm tình nguyện. Chẳng qua anh quên mất rồi. Dù sao thì anh nói bớt lại, coi chừng sau này hối hận đấy nhá. Không tin, chắc chắn không tin. Kỷ Thiên Minh nhếch môi cười. Cái gì mà tình nguyện cơ chứ? Chẳng lẽ cô ta là thần thánh phương nào? Mạnh An không chịu nổi nữa, lo rằng Kỷ Thiên Minh sẽ nói tiếp những điều bậy bạ, cho nên vội vàng mở cửa ra. Tôi lúc này còn đang trầm tư suy nghĩ, đến khi mà hoàn hồn thì đối diện với ánh mắt của Kỷ Thiên Minh. Trên mặt của anh ta vẫn còn nét tức giận, bực bội. Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, không ai mở lời trước. Nhìn thấy tôi, Giang Thịnh thở phào lên tiếng. Anh Thiên Minh, chị dâu đến rồi đấy, anh từ từ nói chuyện nha. Kỷ Thiên Minh không trả lời mà nhìn tôi chăm chăm. Bị anh nhìn, tôi thấy không được thoải mái, hơn nữa còn nghe những câu ban nãy, nhất thời tôi không biết phải làm cái gì tiếp theo. Tuy đã kết hôn, nhưng tôi và anh ta không quá thân thiết. Trước khi kết hôn, lịch trình của tôi dày đặc, kết hôn được 2 ngày tôi phải về đoàn phim. Thời gian sau đó luôn luôn ở trên núi, tín hiệu trên núi thì không tốt, tôi và anh ta không có liên lạc gì với nhau. Trước đây chúng tôi không thường ở riêng với nhau, lúc anh ta chưa mất trí nhớ, chúng tôi cũng chẳng có chủ đề gì để nói chuyện. Huống chi là bây giờ mất trí nhớ rồi, lại càng không biết phải nói cái gì. Bầu không khí trong căn phòng im lặng một cách đáng sợ, tôi thử lên tiếng trước. Anh có ổn không? Tôi đang định hỏi thăm tình hình của anh ta thì máy đo điện tim đột nhiên vang lên tiếng chuông cảnh báo. Tôi giật mình theo bản năng nhìn Kỷ Thiên Minh. Người đàn ông ban nãy còn kêu gào, nay không còn nét tức giận trên gương mặt. Ngoại trừ sắc mặt hồng hào thì chẳng có gì là bất ổn. Có chỗ nào khó chịu sao? Tôi giơ tay sờ trán Kỷ Thiên Minh, không khỏi lo lắng nhìn con số bất thường trên thiết bị kiểm tra. Tôi cũng căng thẳng theo. Có thấy khó thở không? Kỷ Thiên Minh nhìn tôi chằm chằm, nét hồng hào trên gương mặt như lan rộng đến cổ, đến tai, làm anh ta giống như là đang xấu hổ vậy. Tôi có chút do dự, định ấn nút ở bên cạnh giường bệnh gọi y tá. Đột nhiên Kỷ Thiên Minh giữ tay tôi. Khoảnh khắc đó, ánh mắt anh ta sáng lên lấp lánh, con số trên màn hình thiết bị tiếp tục tăng vọt. Tôi sợ trái tim của anh ta đập quá nhanh, dẫn đến đột tử thì phải làm sao? Kỷ Thiên Minh à, anh... Tôi còn chưa nói xong câu, anh ta lắp ba lắp bắp lên tiếng. Chào em. Là em kết hôn với anh, có đúng không? Nghe anh ta nói như vậy, không chỉ tôi mà ngay cả Giang Thịnh, Mạnh An đang hoảng loạn, định đi gọi bác sĩ cũng trở nên sửng sốt. Anh ta đang nói sảng cái gì vậy chứ? Giang Thịnh nhíu mày, Mạnh An thì im lặng. Vì chỉ số thông báo trên thiết bị quá bất thường, chúng tôi không thể nào không cắt ngang câu chuyện, khăng khăng gọi bác sĩ tới.
Kỷ Thiên Minh bị bắt làm kiểm tra toàn thân, chắc chắn rằng anh ta không sao thì chúng tôi mới yên tâm. Sau khi y tá mang dụng cụ đi, bác sĩ nói với tôi, bệnh nhân có thể tỉnh lại thì không còn vấn đề gì quá lớn nữa, chỉ là chấn động não, cần nằm trong bệnh viện quan sát mấy ngày. Còn chuyện mất trí nhớ thì... Bác sĩ chỉ vào kết quả chụp não bộ. Ở đây có huyết khối chèn ép dây thần kinh, tôi sẽ kê thuốc để thúc đẩy quá trình tan huyết khối. Tôi ghi nhớ những điều cần chú ý và kiêng kỵ rồi trở về phòng bệnh. Vừa mở cửa ra, tôi đã đối diện với ánh mắt đầy trông mong của Kỷ Thiên Minh. Thấy tôi quay trở lại, anh ta giấu đi dáng vẻ uể oải ban nãy, hai mắt sáng lấp lánh. Nếu đằng sau có cái đuôi, nói không chừng bây giờ nó đã vẫy lên điên cuồng như cánh quạt rồi. Nhớ đến tin xấu Mạnh An thông báo, tôi cúi đầu xuống. Thôi đi, chỉ là quên ký ức mấy năm nay, tình hình vẫn tốt hơn tôi tưởng tượng. Thấy tôi không nói gì, Kỷ Thiên Minh dường như nhớ lại những gì mình buột miệng nói ban nãy. Anh ta đưa tay sờ mũi, thái độ không được tự nhiên cho lắm. Thật ra ban nãy anh muốn hỏi, bọn họ gọi em là chị dâu bởi vì chúng ta đã kết hôn sao? Anh bị chấn động não nên nói năng không được rõ ràng, nhưng mà chắc em cũng hiểu đúng không? Tôi còn chưa trả lời, Giang Thịnh đã dựa vào cửa cảm thán. Điên rồi, điên rồi, tôi hoàn toàn không thể kết hôn. Anh đã nói như vậy đó. Mạnh An cũng thọc thêm một câu. Chị dâu là thần thánh phương nào có đúng không? Vừa nãy anh ấy cũng nói như vậy đấy. Giang Thịnh và Mạnh An mỗi người anh một câu, tôi một câu, để mà chế giễu lại những lời nói ban nãy của Kỷ Thiên Minh. Thấy sắc mặt người đàn ông bắt đầu tối sầm, hai người hóng chuyện kia mới vội vàng chạy đi trốn tránh. Trong căn phòng cuối cùng cũng chỉ còn có mỗi tôi và Kỷ Thiên Minh, bầu không khí khá xấu hổ. Ở giới giải trí, tôi từng đóng vô số vai diễn, trải qua rất nhiều cảnh tượng. Rất nhiều thời điểm tôi đều có thể thản nhiên đối mặt, nhưng bây giờ đối diện với chồng, sau khi mà anh đã mất trí nhớ, tính cách đảo ngược, tôi lại không biết phải làm sao. Kỷ Thiên Minh nhìn tôi có chút dè dặt lên tiếng. Anh quên chuyện của mấy năm nay rồi. Bây giờ ký ức của anh chỉ dừng ở năm 19 tuổi. Trước đó anh chưa từng yêu đương. Khi em chưa tới, anh cứ tưởng Giang Thịnh bảo anh kết hôn là đùa anh. Không phải anh cố tình quên em đâu. Bà xã, em đừng giận nha. Không thể ngờ Kỷ Thiên Minh trầm tính, chững chạc đêm tân hôn lại thẹn thùng đỏ mặt như bây giờ. Bà xã, nghe anh ta gọi tôi thêm một lần nữa, lúc này tôi mới hoàn hồn. Tuy không thoải mái với cách xưng hô này, nhưng mà dù sao thì anh ta cũng là bệnh nhân mất trí nhớ. Tôi còn so đo kỳ kèo với một bệnh nhân để làm gì? Như vậy chẳng phải quá ích kỷ rồi sao? Tôi vội vàng ngăn cản, không cho anh ta xuống giường. Em không giận, anh ngồi yên đó đi, có thấy đau đầu không? Có đau. Bác sĩ nói anh cần nghỉ ngơi ít nhất là một tuần đấy. Kỷ Thiên Minh tranh thủ nắm tay tôi, cười híp mắt. Bà xã, em đang quan tâm đến anh đấy à? Bà xã thật tốt. Anh mới nghe Giang Thịnh nói rồi, cậu ta bảo em đang ở trên núi đóng phim, vừa nhận tin lén bay về ngay. Chắc là bà xã yêu anh lắm. Xin lỗi vì đã để cho em phải lo lắng. Cái người ban nãy gọi tôi là bà xã còn lắp ba lắp bắp, mà bây giờ càng gọi càng thuận miệng rồi. Nghĩ đến việc ký ức của anh dừng lại ở năm 2 đại học, tôi lặng lẽ quan sát anh. Vẫn là khuôn mặt đó, có điều ánh mắt mang đến cảm giác rất khác. Không biết sau khi mà tốt nghiệp đại học, lập tức phải tiếp quản công ty, anh đã trải qua những gì mà biến từ một thanh niên nhiệt tình thành một ông chủ điềm tĩnh, chững chạc. Bà xã mệt rồi có đúng không? Nói xong, anh nhích sang một bên, vỗ vỗ vào vị trí trống ở bên cạnh. Em có muốn lên đây nằm ngủ chút không? Anh sẽ không quấy rầy em đâu. Không cần, em ngủ trên máy bay rồi, em không mệt. Nhưng mà anh đó, bác sĩ nói anh phải nghỉ ngơi thật nhiều. Kỷ Thiên Minh ngoan ngoãn nằm xuống. Bà xã, tình cảm của chúng ta chắc chắn rất tốt có đúng không? Thế nên vừa gặp em, anh đã thấy rất vui rồi.
Sao cơ? Câu hỏi này tôi phải trả lời thế nào? Tôi có nên nói với anh ta rằng hai chúng tôi ở bên cạnh nhau còn chưa đến 3 ngày không? Nụ cười trên gương mặt Kỷ Thiên Minh phai đi. Bà xã, anh nói gì sai à? Để tránh sau này anh ta nhớ lại sẽ cảm thấy xấu hổ, tôi chỉ thuật lại đơn giản chuyện của chúng tôi. Anh ta ngơ ngác lắng nghe, trên khuôn mặt lộ rõ sự tiếc nuối và mất mát. Nhưng mà chỉ một lúc sau, anh ta bình tĩnh trở lại, nghiêm túc nhìn tôi. Tuy rằng anh đã mất trí nhớ, nhưng anh tin cảm xúc sẽ không lừa anh. Bà xã, trước đây chắc chắn anh rất thích em đó. Tôi ngơ ngác. Có thật sự là thích không? Tôi đương nhiên sẽ không tin lời nói của một bệnh nhân mất trí nhớ. Kỷ Thiên Minh bị chấn động não, phụ huynh hai bên đều ở nước ngoài. Tôi canh giờ hợp lý gọi điện thoại cho bọn họ. Sau khi mà nói chuyện điện thoại xong, nhìn vào trong phòng bệnh VIP là một người vợ trên danh nghĩa, tôi quyết định ở lại đây. Kỷ Thiên Minh có vẻ rất cảm động, nắm chặt tay tôi nói chuyện. Có điều anh vừa gặp tai nạn, vừa tỉnh dậy, trước đó lại bị kích động. Nói một lúc mà anh đã ngủ thiếp đi. Gần đây đóng phim nên tôi có thói quen dậy sớm. Buổi sáng khi mà tỉnh dậy vẫn còn rất sớm. Tôi ra ngoài đọc kịch bản. Đột nhiên cửa phòng bệnh mở ra. Tôi ngẩng đầu thì đối diện với biểu cảm hoang mang, lo lắng của Kỷ Thiên Minh. Sao thế? Thấy tôi, anh thở phào, đi đến ngồi xuống bên cạnh tôi. Bà xã, anh nằm mơ. Cứ tưởng hôm qua gặp được em chỉ là giấc mơ thôi. Tôi có chút sững sờ rồi vội vàng nói sang chuyện khác. Anh thấy trong người thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa? Kỷ Thiên Minh nghiêng đầu tựa vào vai tôi, bàn tay vòng qua eo tôi. Chắc là do vừa tỉnh dậy đã thấy sợ hãi quá nên bây giờ có chút chóng mặt. Anh bị chấn động não, bây giờ ấu trĩ cũng có thể thông cảm. Thôi được rồi, tôi sẽ không chấp. Để em đưa anh về phòng bệnh nghỉ ngơi nha. Anh lập tức từ chối. Không cần đâu, nằm ở trong bệnh viện cả ngày rất khó chịu. Bà xã, em bận thì cứ làm việc của em đi, không cần phải lo lắng cho anh đâu. Anh ngồi đây với em là được rồi, anh hứa sẽ không làm phiền em. Vậy tùy anh. Kỷ Thiên Minh im lặng lúc lâu rồi dè dặt lên tiếng. Bà xã, chắc là em sẽ không chê anh đâu, đúng không? Tôi lặng lẽ nhìn người đàn ông đang chủ động nắm tay mình, cứ có một cảm giác chúng tôi đang yêu đương thời đi học. Có điều cũng không phải là quá khó để chấp nhận điều đó. Không đâu. Nghe đáp án của tôi, anh dường như vui lên một chút. Bà xã, em yêu anh nhiều thật đấy. À, cũng không chắc, chỉ là tôi không dám trả lời anh ta. Mà anh ta dựa vào đâu để đưa ra một kết luận như vậy chứ? Tôi nghiêng đầu ngắm nhìn Kỷ Thiên Minh. Thật khó liên hệ khuôn mặt này với cụm từ lụy tình. Thôi thì anh ta nói cái gì thì thành cái đó đi, tôi đều nghe hết. Ở trong bệnh viện gần một tuần, sau khi chắc chắn không có vấn đề gì lớn, có thể về nhà nghỉ ngơi, chúng tôi làm thủ tục xuất viện. Trong một tuần này, tôi và Kỷ Thiên Minh đã thân thiết với nhau hơn. Cảm giác mất tự nhiên trước đó đã biến mất. Không biết có phải vì anh mất trí nhớ hay không. Anh và người mà tôi nhờ thám tử điều tra trước khi kết hôn hoàn toàn trái ngược nhau. Từ lúc ở chung, tôi phát hiện ra anh không hề lạnh lùng mà ngược lại rất dính người. Về đến nhà, anh đi dạo khắp nơi dường như rất bất mãn. Bà xã, em có cảm thấy nhà chúng ta quá lạnh lẽo không? Có lạnh lẽo sao? Vì tính chất công việc, bình thường tôi không ở nhà. Hơn nữa, tôi cũng chỉ cần có một nơi thoải mái là được rồi. Cho nên tôi không chú ý đến trong nhà có trang bị cái gì. Lạnh lẽo thật mà, trong nhà chẳng có gì cả. Anh cũng không thấy ảnh cưới của chúng ta. Mà còn... À thôi, không sao. Chúng ta mới chỉ kết hôn thôi, tương lai còn rất dài. Chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian để trang trí cho tổ ấm mà. Kỷ Thiên Minh cứ như vậy nói rất nhiều. Anh hào hứng lên kế hoạch cho cuộc sống tương lai của hai vợ chồng. Còn tôi chỉ lặng lẽ nghe, thấy ánh mắt của người đàn ông tràn ngập hy vọng. Tôi lịch sự không nói gì làm anh mất hứng. Cảm giác này cứ sai sai ở đâu ấy nhỉ? Tôi đã quay rất nhiều bộ phim,
từ phim đô thị hiện đại cho đến cổ đại, nhân quốc, tiên hiệp, huyền huyễn, mọi kịch bản tôi đều đã diễn, vậy nên có thể xem là trải nghiệm tất cả các kiểu tình yêu rồi. Tôi cứ tưởng những việc vụn vặt ngày thường sẽ không khiến cho mình có quá nhiều cảm xúc, ngờ đâu bây giờ ở bên cạnh Kỷ Thiên Minh, một người mất trí nhớ, tôi cảm thấy rất mới lạ. Có lẽ do Kỷ Thiên Minh là người chồng hợp pháp của tôi, cũng có thể là do khuôn mặt anh tuấn của anh. Tôi thật sự không thể nào từ chối người đàn ông có khuôn mặt lạnh lùng lại ỷ vào việc mất trí nhớ mà làm nũng như thế này. Nói thật là có chút đáng yêu. Sau khi mất trí nhớ, Kỷ Thiên Minh lấy cớ cần nghỉ ngơi, phủi tay ném mọi việc ở công ty cho phụ huynh nhà họ Kỷ và các thư ký, trợ lý, tranh thủ thời gian rảnh rỗi kéo tôi trải nghiệm cuộc sống tân hôn. Tôi vừa đóng bộ phim điện ảnh xong, trừ những lúc phải đi chụp ảnh tạp chí và làm hậu kỳ cho phim, thời gian còn lại tôi mặc cho Kỷ Thiên Minh sắp xếp. Thời điểm Mạnh An gọi điện nói rằng muốn mở tiệc chúc mừng Kỷ Thiên Minh xuất viện, tôi và anh đang đi dạo ở trung tâm thương mại, anh đang chọn áo ngủ tình nhân. Sau khi rõ thời gian và địa điểm, Kỷ Thiên Minh mới thò đầu sang nói một câu: "Đúng là đáng thương, mấy tên độc thân các cậu không có vợ nên suốt ngày chỉ có thể tụ tập để giết thời gian, không giống như tôi đây." Tôi nhanh nhẹn đưa di động ra xa, quả nhiên giây sau bên kia toàn tiếng mắng chửi. Kỷ Thiên Minh tỏ ra vô tội: "Bà xã, cậu ta mắng anh kìa." Đầu dây bên kia im lặng 2 giây, sau đó là tiếng gầm gừ thật to vang lên: "Tại sao lại không được mắng chứ, tên chết tiệt kia." Khi tôi và Kỷ Thiên Minh đến nhà hàng thì mọi người đã có mặt đầy đủ. Chuyện Kỷ Thiên Minh mất trí nhớ không rêu rao ra bên ngoài, người ở đây đều là bạn bè thân thiết. Vừa nhìn thấy Kỷ Thiên Minh, Mạnh An đã ám chỉ: "Trước đây khi mà nghe nói mình đã kết hôn, không biết người nào đó la lối, còn bây giờ bày đặt khoe mẽ cơ đấy." Giang Thịnh thì rung đùi bổ sung: "Cậu ta đang chìm đắm trong cảm giác nhất kiến trung tình, cậu còn mong cậu ta biết kiềm chế sao, Mạnh An? Để xem là sau này khi mà nhớ lại rồi, cậu ta sẽ tự vả mặt mình như thế nào đây." Kỷ Thiên Minh nghe hai người nói như vậy không hề để tâm. Thì đầu óc tôi bây giờ chỉ mới dừng lại ở năm 19 tuổi, yêu đương nồng nhiệt một chút có làm sao đâu. Mấy cậu tự giữ mình thì có ích lợi gì chứ, không phải từng tuổi này rồi vẫn chưa có vợ à? Thấy mọi người nghiến răng nghiến lợi, tôi đột nhiên mong chờ khi mà anh nhớ lại tất cả. Không biết nhớ lại rồi mà lại biết mình đã nói những lời này, Kỷ Thiên Minh sẽ nghĩ gì nhỉ? "Đừng có ỷ vào việc mình mất trí nhớ rồi muốn làm gì thì làm nha." Mọi người đùa giỡn đều có chừng mực, vui vẻ ăn uống xong thì ở lại chơi trò chơi, nói chuyện phiếm. Còn tôi ra ngoài gọi điện cho người đại diện. Tôi vừa tắt máy định quay lại bên trong thì một người đã ngăn cản: "Tăng Mẫn Nhi, lâu rồi không gặp." Tôi nhìn người đàn ông đối diện mình: "Xin lỗi, anh là..." Anh ta mỉm cười lên tiếng: "Quên mất không giới thiệu, tôi là bạn của Kỷ Thiên Minh, tên Thạch Lộ. Hôn lễ của hai người tôi có đến tham dự đó." Bạn bè thân thiết của Kỷ Thiên Minh đều đang ở trong phòng tiệc. Người này tự xưng là bạn, rốt cuộc là bạn kiểu gì? Tôi gật đầu: "Chào anh." Thạch Lộ bước lên một bước: "Tàng Mẫn Nhi, tôi là người hâm mộ của cô. Tôi vốn không định quấy rầy hai người, nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, tôi cảm thấy cô có quyền biết điều này." Thái độ muốn tốt cho tôi cùng người đàn ông kia làm tôi có chút tò mò. "Rốt cuộc là có chuyện gì chứ?" "Tàng Mẫn Nhi, Kỷ Thiên Minh gặp tai nạn giao thông không phải là tin tức bí ẩn gì cả. Nhưng mà cô có biết tại sao anh ấy lại gặp tai nạn giao thông không?" "Vấn đề này đúng là tôi không biết. Nghe đâu là do xe trượt bánh nên xảy ra tai nạn mà." "Chẳng lẽ anh biết sao?" Thạch Lộ hạ giọng rồi lên tiếng: "Tôi biết nhà họ Tang và nhà họ Kỷ liên hôn thương nghiệp. Có lẽ cô không biết quá nhiều về Kỷ Thiên Minh. Thời đại học Kỷ Thiên Minh thích một người, không hiểu vì nguyên nhân gì mà hai người họ không còn ở bên nhau.
Nhưng bao năm trôi qua, Kỷ Thiên Minh vẫn nhớ nhung cô gái đó. Thời đại học ư? Tôi theo bản năng nghĩ đến việc Kỷ Thiên Minh chỉ có ký ức đến năm 2 đại học. Tôi nhìn Thạch Lộ, cho dù hắn ta có ý tốt nhắc nhở hay là có mục đích riêng, thì tôi cũng không muốn nói chuyện nhiều với con người này. Nếu như Kỷ Thiên Minh yêu ai đó thời đại học, thì bây giờ chắc chắn anh đã nhớ đến cô gái đó. Làm sao có thể thân mật với tôi như thế được? Thời buổi này, làm gì có ai nhớ mãi không quên một người. Hơn nữa, anh cũng nói rồi, hôn nhân của chúng tôi là một cuộc liên hôn thương mại. Tôi không để bụng vấn đề này. Không biết là anh còn việc gì khác không? Thạch Lộ chắc không ngờ tôi sẽ có thái độ như vậy. Anh ta sững sờ. Nhưng mà nếu anh ta có mục đích riêng thì sao, Tang Mẫn Nhi? Tôi nhớn mày, ra hiệu đối phương nói tiếp. Tận mắt tôi trông thấy màn hình di động của anh ta thời đại học để hình ảnh cô gái đó. Mà cô gái đó thì rất giống cô. Có lẽ sợ tôi không tin, Thạch Lộ lại nói. Hơn nữa, sở dĩ anh ta gặp tai nạn là vì hôm đó anh ta nghe được tin tức của cô gái kia, định đi tìm cô ấy. Kết quả chạy xe quá tốc độ và bị trượt bánh. Theo những gì anh nói thì đây là một điều bí mật. Mà đã là bí mật thì tại sao anh lại biết được nhỉ? Thạch Lộ có chút do dự. Có người đã kể cho tôi nghe. Tôi không tiện tiết lộ danh tính người kia. Xem ra ở bên cạnh Kỷ Thiên Minh có người không kín miệng rồi. Thế này thì không ổn. Thấy tôi vẫn thản nhiên và bình thường, Thạch Lộ có chút sốt ruột. Tang Mẫn Nhi, tôi là fan của cô, tôi sẽ không lừa cô đâu. Tôi biết chuyện này rất khó chấp nhận, nhưng mà anh ta thật sự không có ý tốt. Kỷ Thiên Minh chỉ coi cô là thế thân mà thôi. Lúc Kỷ Thiên Minh đi ra tìm tôi thì Thạch Lộ đang định đi trước. Không ai nói gì cả, Kỷ Thiên Minh như bị đụng trúng, lảo đảo đi tới, trùng hợp thế nào mà ôm lấy tôi. Bà xã, anh bị người ta đụng trúng, đau quá. Cái tên này thích diễn từ bao giờ? Thạch Lộ nhíu mày, trên mặt viết rõ ba chữ đồ thần kinh, rồi tức giận bỏ đi. Thấy người ta đã đi rồi, tôi đẩy Kỷ Thiên Minh ra. Uống rượu nhiều quá rồi à? Không có mà. Kỷ Thiên Minh lập tức phủ nhận. Tôi lặng lẽ nhìn cho đến khi mà anh chột dạ chớp chớp mắt. Anh có chút giật mình. Bà xã, có phải bà xã giận rồi không? Anh đã làm gì sai à? Tại sao em phải giận nào? Tôi hỏi lại. Thì anh uống rượu đó. Thích uống thì cứ uống thôi. Tôi đưa tay giúp anh chỉnh lại cổ áo. Đây là người trưởng thành rồi, uống vài ly thì có làm sao đâu, không chết được. Kỷ Thiên Minh há hốc miệng, thấy anh sững sờ ngốc nghếch, tôi bật cười. Cũng không còn sớm nữa, chúng tôi vào trong chào mọi người và về trước. Trên đường về, Kỷ Thiên Minh vô cùng im lặng, anh cúi đầu xuống, không biết đang nghĩ cái gì. Tôi tò mò, có mấy lần nhìn sang, nhưng không chủ động lên tiếng hỏi. Về đến nhà, nhớ ra ngày mai có buổi quay quảng cáo, tôi nhờ dì giúp việc nấu canh giải rượu cho Kỷ Thiên Minh. Còn tôi vào trong phòng tắm để rửa mặt. Lúc tôi ra ngoài, Kỷ Thiên Minh đang ngồi trên sofa. Có lẽ vì vừa tắm xong, tóc anh còn hơi ướt, trên người mặc áo tắm lỏng lẻo để lộ ra cơ ngực rắn chắc. Tôi thoáng nhìn qua một cái rồi rời mắt đi ngay, ngồi xuống trước bàn trang điểm bôi kem dưỡng da. Qua tấm gương, tôi nhìn thấy người đàn ông ở đằng sau. Anh không ngờ tôi lại thờ ơ như thế, vội cúi đầu nhìn chính mình. Tôi cố gắng nhịn cười, nhớ tới lời nói của Thạch Lộ. Có lẽ câu chuyện của hắn ta không phải tin đồn vô căn cứ, nhưng mà độ chính xác chắc không phải là quá cao. Còn sự thật thế nào thì... Tôi nhìn Kỷ Thiên Minh hoài nghi nhân sinh trong gương. Bây giờ sự thật hình như không còn quan trọng nữa. Có điều tôi đương nhiên sẽ ghi nhớ. Chờ khi nào Kỷ Thiên Minh khôi phục ký ức, chắc chắn sẽ có nhiều chuyện thú vị xảy ra. Lúc này Kỷ Thiên Minh nhìn mấy chai lọ của tôi ở trên bàn trang điểm. Bà xã, con gái vất vả thật đấy. Hay là để anh bôi giúp em nha. Em chỉ cần nằm yên là được. Anh có biết mấy chai mỹ phẩm này là gì không? Anh có thể từ từ học, em dạy anh là được mà. Tôi đột nhiên đến gần Kỷ Thiên Minh, khoảng cách gần đến nỗi
Tôi có thể nhìn rõ ràng hàng lông mi của anh. Lúc này tôi phát hiện ra lông mi của Kỷ Thiên Minh vừa dày vừa dài. Tôi không nhịn được mà đưa ngón trỏ khẽ chạm vào. Khi rút tay về, thấy ít hầu của người đàn ông lên lên xuống xuống, tôi nhớn mày. Thế anh định làm gì đây? Thấy anh hoang mang, tôi tiếp tục trêu chọc. Nằm xuống, cho anh bôi kem giúp sao? Vậy nằm ở đâu? Nằm trên đùi anh à? Em hiểu rồi. Như thế anh có thể nhân lúc em không chú ý mà hôn em, có đúng không? Nhân lúc người đàn ông còn chưa hoàn hồn, tôi nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Giống như thế này, đúng không? Cảm nhận cả cơ thể của Kỷ Thiên Minh cứng đơ, tôi bật cười, giơ tay mở rộng áo tắm, chạm vào cơ bụng của anh. Dáng người đẹp lắm, tiếp tục phát huy nha. Dứt lời, tôi đứng dậy về phòng, bỏ mặc một mình người đàn ông đỏ mặt sững sờ ngồi đó. Nếu không phải anh mất trí nhớ, đầu óc chỉ đang 19 tuổi, tôi thật sự không dám trêu chọc anh nhiều đến thế. Xem thái độ của anh kìa, vui thật đấy. Quay quảng cáo xong, vừa hay gặp Lục Gia Hy ở studio bên cạnh đi ra. Tôi và Lục Gia Hy đã hợp tác mấy lần, có mối quan hệ khá tốt. Chúng tôi tiện đường cùng nhau ra ngoài, trùng hợp gặp Kỷ Thiên Minh đang ôm hoa tươi đứng chờ. Bà xã, anh đến đón em về nhà. Lục Gia Hy nhìn thấy như vậy thì cười. Xem ra tình cảm của hai người rất tốt. Lúc em kết hôn, anh đang ở nước ngoài đóng phim, mãi đến khi mà xem hot search mới biết em kết hôn. Vậy để hôm khác anh tặng quà bù cho em nha. Trong giới giải trí tôi khá kín tiếng, tuy nhiên tôi không muốn giấu fan việc mình kết hôn, nên khi đó chỉ đăng ảnh tờ giấy đăng ký kết hôn lên mạng xã hội. Ai ngờ sau này hai bên gia đình đăng video về hôn lễ lại tiếp tục lên hot search. Tôi không khách sáo mà đáp. Vậy em cảm ơn nha. Hôm khác sẽ mời anh một bữa cơm. Giờ em phải đi trước. Được rồi, chào em. Xe đi xa rồi, Kỷ Thiên Minh mới rời mắt đi. Tôi lên tiếng hỏi. Sao lại nhìn người ta như vậy chứ? Trông lưu luyến quá. Hay là anh thích anh ta rồi? Làm gì có chuyện đó. Bà xã đừng đùa như vậy. Kỷ Thiên Minh sụ mặt xuống. Anh chỉ thấy hơi ghen thôi. Anh ta được đóng nhiều phim với em. Bà xã, em nhìn anh đi. Gương mặt này của anh và giới giải trí có được không? Anh cũng muốn đóng phim cùng bà xã. Anh định bỏ mặc công ty đấy à? Kỷ Thiên Minh có chút tủi thân. Anh cũng muốn làm nam chính của em trong các bộ phim. Chồng anh vô cùng đáng thương. Tôi không nhịn được mà giơ tay xoa xoa đầu. Tóc của Kỷ Thiên Minh rất dày, sờ lên vô cùng thoải mái. Anh vốn dĩ là nam chính rồi mà. Bọn họ chỉ là nam chính trong phim, còn anh là nam chính trong cuộc sống đời thật của em. Kỷ Thiên Minh là một người dễ dỗ dành, chớp mắt vài cái đã vui vẻ trở lại rồi. Bà xã, em nói rất đúng. Bọn họ chỉ là khách qua đường thôi. Anh đây mới là nam chính thật sự. Ừ, đúng vậy. Tôi đồng ý cho có lệ. Bà xã này, em yêu anh lắm có đúng không? Lại là câu hỏi đó nữa rồi. Ừ, em yêu anh lắm. Tôi trả lời cho có lệ. Những ngày sau đó, tôi đều không có lịch trình, cho nên Kỷ Thiên Minh đã lên kế hoạch cho chuyến du lịch của hai người chúng tôi. Tuy bây giờ ký ức của anh dừng lại ở tuổi 19, thích làm nũng, dùng ngôn ngữ trà xanh, nhưng mà ở nhiều khía cạnh anh vẫn đáng tin cậy. Tôi và anh ra ngoài chơi một tháng. Sau khi về, tôi đưa anh đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ nói rằng huyết khối đã nhỏ đi rất nhiều. Còn về trí nhớ, chắc là phải chờ huyết khối tiêu tan hoàn toàn mới có thể khôi phục như trước kia. Vấn đề này tôi không suy nghĩ nhiều. Nhưng Kỷ Thiên Minh, từ khi mà rời khỏi bệnh viện, anh cứ im lặng, giống như có nhiều tâm sự trong lòng. Về đến nhà, anh chu vào trong phòng làm việc, đờ đẫn ngồi tựa lưng vào ghế. Tôi không vào trong cuối giờ, nhưng tôi ra ngoài, chạy nhảy bơi lội, rồi trở về, vẫn không thấy anh ra ngoài, chỉ đành cắt trái cây mang vào bên trong. Anh sao thế? Từ lúc ở bệnh viện trở về, đã thấy khác thường.
Có phải là anh nhớ ra điều gì rồi đúng không? Kỷ Thiên Minh do dự rất lâu rồi mới lên tiếng. Bà xã, có phải em thích anh lúc chưa mất trí nhớ hơn đúng không? Lại gì nữa đây? Từ lúc anh mất trí nhớ, mọi người đều nói anh thay đổi rất nhiều, nói rằng anh hoàn toàn trái ngược với lúc chưa mất trí nhớ. Anh thực không nhớ trước đây mình thế nào, cũng không biết bản thân từng trải qua chuyện gì mới biến thành người mà mọi người miêu tả. Anh chỉ biết anh bây giờ là con người chân thật nhất. Anh không nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau thế nào, nhưng nghe họ nói lúc đó em không từ chối mối liên hôn với anh. Em có vẻ rất quan tâm khi nào anh sẽ lấy lại ký ức. Bà xã, chẳng lẽ em thích con người trước kia của anh hơn sao? Tôi ngơ ngác. Sao hôm nay tự dưng Kỷ Thiên Minh nói nhiều và nói nghiêm túc như vậy chứ? Tôi đưa tay sờ trán anh để chắc chắn anh không sốt. Sở dĩ tôi quan tâm khi nào anh khôi phục trí nhớ là bởi vì trong đầu anh có huyết khối, là tôi quan tâm đến sức khỏe của anh đó, Kỷ Thiên Minh. Thế thì bà xã, nếu như anh lấy lại ký ức, quên đi những chuyện trong thời gian mình mất trí nhớ, trở về là một Kỷ Thiên Minh của ngày xưa, em có nhớ anh của bây giờ không? Kỷ Thiên Minh, em không biết tại sao anh lại nghĩ như vậy, nhưng dù là anh trưởng thành như trước khi mất trí nhớ hay anh trẻ con giống như bây giờ, dù ở giai đoạn nào thì anh vẫn là anh. Có lẽ lúc này anh rất hoang mang về con người của mình, nhưng về bản chất Kỷ Thiên Minh vẫn cứ là Kỷ Thiên Minh mà. Không giống đâu. Khóe mắt của anh ửng đỏ. Nhất thời tôi không thể nào theo kịp mạch suy nghĩ của anh, cảm thấy anh đang để tâm vào việc gì đó vụn vặt. Im lặng 2 giây, tôi trả lời. Anh muốn có được đáp án đến như vậy sao? Thế thì nói cho anh biết, cả hai em đều không thích. Gương mặt của Kỷ Thiên Minh lập tức ủ rũ. Đây là câu nói thật lòng của em sao? Tôi mềm lòng, vội vàng giơ tay lau nước mắt cho Kỷ Thiên Minh. Đừng khóc mà. Bà xã, tôi lấy di động ra quay video. Nếu muốn khóc thì bây giờ có thể bắt đầu rồi. Tương lai, để anh xem lại hình ảnh của bản thân lúc này chắc chắn thú vị lắm đây. Trong màn hình, Kỷ Thiên Minh uất ức đáng thương gọi bà xã. Sau đó anh đơn phương chiến tranh lạnh với tôi. Thật ra chỉ là lúc ăn cơm, không ngủ bên cạnh tôi nữa. Trước khi ngủ không khăng khăng đòi ôm tôi, mà lại tủi thân quay lưng đi. Tôi cũng mừng, bởi vì có thêm không gian riêng, có thể tranh thủ đọc kịch bản. Dù sao cũng đã nghỉ ngơi một thời gian rồi, cũng nên quay trở về đoàn phim để làm việc. Trước ngày tôi về đoàn làm phim, không biết Kỷ Thiên Minh làm cái gì, anh mang một cơ thể đầy mùi rượu đi vào trong phòng làm việc, chẳng nói chẳng rằng ngồi đối diện nhìn tôi chằm chằm. Tôi nổi hết cả da gà, đành buông cuốn kịch bản xuống. Sao thế, không vui à? Chờ em dỗ dành có đúng không? Được dỗ dành sao? Hai mắt của anh sáng lên. Không được. Bà xã, anh đau đầu quá. Người anh toàn mùi rượu, uống nhiều như vậy không đau đầu mới là lạ. Tôi đang định nhắn tin nhờ gì giúp việc nấu cho bát canh giải rượu thì lại nghe anh nói. Nếu tối nay bà xã có thể ôm anh ngủ thì chắc chắn anh sẽ khỏe mạnh, không còn đau đầu nữa. Cái tên này hóa ra là làm nũng. Thấy tôi im lặng, anh vội vàng đến gần, ngồi xổm bên cạnh tôi, vùi đầu vào lòng tôi lầm bầm. Bà xã, em đừng mặc kệ anh nữa được không? Tôi xoa tóc anh rồi nâng mặt anh lên. Rốt cuộc là ai mặc kệ ai đây? Là ai có kỉnh với ai nào? Nhà người ta thì toàn con gái giận dỗi, còn nhà chúng ta thì ngược lại. Bao nhiêu việc đều là do anh làm đó. Kỷ Thiên Minh, em không ngờ anh lại có tố chất làm trà xanh đến như vậy. Bà xã, anh say rồi. Anh không nghe thấy em nói gì nữa, anh chóng mặt quá. Người say chẳng bao giờ nói mình say đâu. Kỷ Thiên Minh, anh đừng hòng mượn việc uống rượu mà giả vờ say trước mặt em. Người đàn ông không nói gì, chỉ trông mong ngước nhìn tôi. Nói đi,
Anh muốn làm gì đây? Anh muốn... Tôi lập tức bịt miệng anh lại. Anh còn dám nói mình muốn sao? Mà kệ anh muốn gì, ngủ sớm dậy sớm, ngày mai em phải đến Hoành Điếm rồi, còn anh phải đến công ty, đừng suy nghĩ linh tinh đấy. Sức khỏe của Kỷ Thiên Minh hoàn toàn bình phục, có điều ký ức vẫn chưa thể nào lấy lại. Ban đầu, phụ huynh của Kỷ gia bảo rằng anh cứ việc nghỉ ngơi, không cần lo lắng chuyện công ty. Nhưng xưa nay công ty đã giao cho anh là người quản lý rồi. Anh mãi không quay về làm việc sẽ khiến cho bên ngoài dấy lên những đồn đoán và bất lợi cho sự phát triển của công ty. Tuy mất trí nhớ nhưng có lẽ là do tài năng bẩm sinh, nhờ sự giúp đỡ của ba Kỷ, Kỷ Thiên Minh mau chóng tiếp nhận mọi việc trong công ty. Tôi quay phim ở Hoành Điếm cũng rất thuận lợi. Buổi tối hoặc khi nào có thời gian rảnh, Kỷ Thiên Minh đều gọi video cho tôi. Khoảng thời gian trước, ngày nào cũng ở bên cạnh anh, bây giờ phải tự dưng xa nhau, tôi thật sự thấy không quen, cũng có chút nhớ mong. Có điều tôi đương nhiên sẽ không nói cho Kỷ Thiên Minh biết, không anh lại mang nó đi khoe khoang, nói rằng tôi biết nhớ anh rồi. Cuộc sống cứ như vậy, bình thường trôi qua. Cho đến một hôm, tôi vừa làm việc xong thì nghe trợ lý nói phải đến đồn cảnh sát. Sự việc rất đơn giản, Kỷ Thiên Minh muốn cho tôi một bất ngờ. Anh liên lạc với người đại diện và trợ lý, lấy được thẻ phòng của tôi, định chờ tôi trong phòng. Không may là hôm đó, trong đoàn làm phim có diễn viên xin nghỉ, nên phân đoạn của tôi bị đẩy lên trước. Càng không may hơn là biết tôi làm việc khuya, Kỷ Thiên Minh đi mua đồ cho tôi. Lúc về khách sạn thì vô tình gặp fan cuồng, trà trộn trốn trong nhà vệ sinh. Hai bên kích động đánh nhau. Trước đây Kỷ Thiên Minh có học võ, hơn nữa anh còn thường xuyên tập luyện. Khi mà tức giận lên, đối phương đương nhiên không phải là đối thủ của anh rồi. Sau đó, người ở phòng bên cạnh nghe tiếng kêu thảm thiết, sợ xảy ra án mạng nên vội vàng báo cảnh sát. Vừa nghe tin, người đại diện lập tức chạy đi giải quyết. Khi tôi đến nơi thì mọi việc đã rõ ràng. Người chịu trách nhiệm trong vụ việc này đương nhiên là fan cuồng kia, do tự ý xông vào khách sạn, đột nhập vào phòng người khác bất hợp pháp. Kỷ Thiên Minh ra tay có chừng mực, theo kết quả kiểm tra thương tích cho thấy Kỷ Thiên Minh chỉ là phòng vệ một cách chính đáng. Việc khởi tố và giải quyết với khách sạn sau đó đã có người đại diện và luật sư xử lý. Chắc chắn Kỷ Thiên Minh không sao, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu không phải Kỷ Thiên Minh lén tới đây muốn cho tôi bất ngờ, tôi thật sự không dám tưởng tượng bản thân mình sau khi về phòng sẽ xảy ra chuyện gì khi mà có một người đang lén lút trốn trong nhà vệ sinh như thế. Có lẽ nhận ra tôi đang sợ hãi, Kỷ Thiên Minh duỗi tay ôm lấy tôi, giọng nói dịu dàng ấm áp mang đến cảm giác rất tin cậy. Không sao đâu, đừng sợ. Tôi giật mình theo bản năng ngẩng đầu nhìn anh. Anh đã hồi phục trí nhớ rồi sao? Thật kỳ lạ. Rõ ràng tôi từng nói, cho dù ở giai đoạn nào thì Kỷ Thiên Minh vẫn là Kỷ Thiên Minh. Nhưng khi anh thật sự lấy lại trí nhớ, đối diện với một người đàn ông đã hoàn toàn bình phục, tôi lại cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Không thể nói là khó chịu, chỉ là không tự nhiên, giống như lúc đối diện với anh, một người mất trí nhớ. Vì vừa đánh nhau, bàn tay của Kỷ Thiên Minh có hơi chảy ra, tôi cúi đầu bôi thuốc cho anh. Anh cũng không chủ động nói gì. Trong căn phòng, không gian vô cùng yên tĩnh. Không biết còn fan hâm mộ nào biết địa chỉ của căn phòng kia không? Tôi và Kỷ Thiên Minh không quay về đó cho chắc chắn. Sau khi mà nhờ trợ lý mang quần áo và đồ dùng tới, căn phòng lại tiếp tục rơi vào sự yên lặng. Kỷ Thiên Minh cúi đầu nhìn tôi. Tôi chăm chú bôi thuốc cho anh, không hề ngẩng đầu lên. Bầu không khí xung quanh vô cùng kỳ lạ. Bôi thuốc cho anh xong, tôi muốn nói gì đó để phá tan bầu không khí xấu hổ, nhưng tự dưng phát hiện khoảng cách giữa chúng tôi quá gần nhau. Tôi định lùi về, tay nắm cổ tay anh, vô tình nhận ra mạch đập bất thường. Tôi kinh ngạc nhìn Kỷ Thiên Minh. Ngay giây sau đến gần hơn, tôi nghe tiếng trái tim anh đập thình thịch, thình thịch. Nhớ đến tiếng chuông cảnh báo ở trong bệnh viện, tôi theo phản xạ lên tiếng hỏi. Anh chắc là mình không sao chứ? Không sao.
Anh thản nhiên lên tiếng đáp. Tôi lùi lại và đứng dậy, thấy tay anh đỏ bừng, cảm giác xa lạ mới được xua tan một chút. Tôi đi rót nước cho anh, không trêu đùa anh nữa. Một lúc sau, Kỷ Thiên Minh chủ động lên tiếng. Em còn nhớ câu hỏi anh đã hỏi lúc mà anh mất trí nhớ không? Hình như anh đã hiểu suy nghĩ của anh lúc đó rồi. Tôi giật mình giữ im lặng. Thấy tôi không trả lời, anh mỉm cười. Lúc đó anh không nhớ được quá khứ của chúng ta, cũng chưa quen em, càng không có ký ức của mấy năm nay. Khoảng thời gian đó đối với anh như một giấc mơ vậy. Tỉnh lại rồi tất cả đều biến mất. Không giấu gì em, thời điểm đó anh chưa trưởng thành, trong đầu có rất nhiều suy nghĩ trẻ con. Thậm chí khi mà đọc báo cáo kiểm tra sức khỏe, anh còn nghĩ liệu có phải là anh không hề mất trí nhớ, chỉ là năm 25 tuổi vô tình gặp tai nạn, cho nên đã trở về 19 tuổi. Thời điểm đó anh sợ hãi, không biết người em thích là ai, lo lắng có một ngày nào đó tỉnh dậy sẽ thực sự không còn gặp em nữa. Sợ tỉnh dậy không còn đoạn ký ức đó nữa, cũng sợ em nhân lúc anh không nhớ gì mà sẽ rời đi. Tôi kinh ngạc, không ngờ Kỷ Thiên Minh lại nói nhiều như vậy. Cũng không ngờ khi mà mất trí nhớ, anh lại có suy nghĩ như vậy. Nhớ đến câu trả lời của mình lúc trước, tôi có phần chột dạ. Hình như là ông trời biết anh nhút nhát, nên cho anh về thời điểm mình dũng cảm nhất, dùng con người chân thật nhất để đối mặt với em. Bây giờ nhớ lại, hình như là trong họa có phúc rồi. Giọng nói của người đàn ông rất dịu dàng, hoàn toàn trái ngược với kiểu tủi thân làm nũng trước đó, nhưng vẫn khiến cho trái tim tôi cảm thấy rung rinh. Tôi nhìn anh, hỏi ra điều hoài nghi trong lòng mình. Anh đã nhớ lại từ bao giờ? Chắc không phải là lúc đánh nhau, đụng đầu vào đâu nên nhớ lại đấy chứ? Không phải, là lúc lấy lời khai ở đồn cảnh sát. Cảnh sát hỏi anh là gì của em, tại sao lại xuất hiện ở đây? Trả lời xong, tự dưng anh đã nhớ ra tất cả mọi chuyện. Kỷ Thiên Minh nhìn tôi, ngay khi mà tôi tưởng anh còn gì đó muốn hỏi, thì anh nói. Em mệt rồi, đi ngủ đi. Anh tháo trang sức rồi bôi kem dưỡng da cho em. Anh biết làm sao? Khôi phục trí nhớ không có nghĩa là quên hết những gì đã xảy ra lúc mất trí. Cũng đâu phải anh giúp em làm lần đầu đâu. Tôi ngáp ngắn ngáp dài, nghe như vậy thì nhắm mắt. Vậy trông cậy vào anh. Cứ yên tâm ngủ đi, có anh ở đây rồi. Vì ngủ quá trễ nên khi tỉnh dậy đã là buổi chiều ngày hôm sau. Kỷ Thiên Minh ngồi trên sofa gần đó làm việc cùng với laptop. Thấy tôi tỉnh dậy, anh hỏi. Còn đói bụng không? Để anh gọi đồ ăn nha. Tôi lặng lẽ nhìn anh, tự dưng có một suy nghĩ. Nếu vẫn chưa nhớ lại, bây giờ chắc chắn anh vẫn đang nằm bên cạnh tôi. Thấy tôi tỉnh, anh giống như con cún con, cọ cọ vào người tôi, làm nũng gọi bà xã. Kỷ Thiên Minh đặt laptop sang một bên, anh đi tới, duỗi tay sờ trán tôi. Sao thế, mệt à? Tôi muốn nói không sao, thì tự dưng lại nhớ đến một chuyện khác. Đúng rồi, tối qua mệt quá nên còn quên một việc. Việc gì chứ? Tôi khoanh tay, ngồi tựa đầu vào đầu giường rồi liếc xéo Kỷ Thiên Minh. Nghe nói người nào đó gặp tai nạn giao thông là bởi vì nhận được tin tức của mối tình đầu, liền kích động đuổi theo nên chạy quá tốc độ. Em còn nghe nói mình chỉ là thế thân của mối tình đầu kia, liên hôn cũng chỉ là cái cớ. Thấy thái độ của người đàn ông từ hoang mang đến kinh ngạc rồi trở thành hoảng loạn, tôi cười thầm trong lòng, thì ra con người này lại có bộ mặt thật như thế. Không biết ai ban nãy ngồi bên sofa cứ nhìn chằm chằm về phía này. Lúc thấy tôi tỉnh dậy thì giả bộ là mình đang bận rộn lắm. Thôi được, cho anh giả bộ thoải mái. Nói về diễn xuất thì tôi nhận được vô số giải thưởng đây này. Bà xã, em nghe anh giải thích một chút đi, anh không có. Không có gì cơ. Anh nghĩ em sẽ tin anh à? Tôi lạnh lùng lên tiếng. Bây giờ thì mọi sự bình tĩnh thong dong ban nãy của Kỷ Thiên Minh đều không còn. Dáng vẻ trên mặt anh là sốt ruột tủi thân, muốn giải thích,
thật sự vô cùng giống lúc anh mất trí nhớ. Anh không biết ai đã nói với em những chuyện đó, nhưng đây không phải là sự thật. Thế thân của mối tình đầu cái gì chứ? Không hề có chuyện đó. Nếu hỏi anh ai là mối tình đầu thì chính là em đó. Anh chỉ thích em thôi, lấy đâu ra thế thân? Nói hưu nói vượn, chắc chắn là có kẻ ghen tị với chúng ta. Còn về vụ tai nạn, đúng là anh biết tin của em, nhưng đó là vì anh nghe nói chỗ em đóng phim xảy ra động đất. Anh gọi điện cho em không được, người đại diện và trợ lý của em cũng mất liên lạc luôn. Anh sợ em gặp phải chuyện gì đó mới lập tức chạy tới. Kết quả là... Bà xã, anh đã giải thích tất cả rồi, em đừng hiểu lầm anh nữa. Thấy Kỷ Thiên Minh như thế, tôi chỉ muốn bật cười. Sự thật quả nhiên giống như tôi dự đoán. Thực ra không phải tôi đoán đâu, chủ yếu là vì Thạch Lộ tiết lộ chuyện này với tôi không đúng thời điểm cho lắm. Nếu hắn ta nói cho tôi nghe trước khi mà Kỷ Thiên Minh gặp tai nạn mất trí nhớ, có lẽ tôi sẽ nghi ngờ. Nhưng đáng tiếc vừa hay lại là sau tai nạn giao thông. Tạm thời không bàn đến việc có thể tin tưởng vào con người Kỷ Thiên Minh hay không. Không nói đến việc sau khi mà mất trí nhớ, Kỷ Thiên Minh chỉ nhớ được thời điểm anh đang học đại học hay là thời điểm nào khác. Mà điều quan trọng, mấu chốt là tôi nhớ hôm đó ở trong bệnh viện, Giang Thịnh có nói rằng cuộc liên hôn này là do chính Kỷ Thiên Minh thúc đẩy, là anh tình nguyện muốn liên hôn với tôi. Lúc đó tôi quan tâm đến sức khỏe của anh nên không để ý câu này. Về sau bình tĩnh lại, tôi phát hiện trong chuyện này có quá nhiều nội dung, lại kết hợp với thái độ của Kỷ Thiên Minh ngay lúc đó, thật sự làm cho người ta nghi ngờ. Tôi đã gọi điện cho ba và anh trai, nhận được câu trả lời, tôi càng khẳng định suy đoán của bản thân. Hơn nữa, tôi vô tình nhìn thấy hình nền điện thoại của anh rồi. Nếu còn không hiểu thì tôi là một tên ngốc. Liên kết tất cả các chi tiết vào với nhau, đáp án lập tức trở nên sinh động trước mặt tôi. Biết được có một người nào đó thầm thích mình bấy lâu nay mà giả vờ không có gì cũng thú vị lắm chứ. Kỷ Thiên Minh sững sờ, không ngờ tôi lại có thái độ như vậy. Bà xã, em có tin tưởng anh không? Thấy tôi không trả lời, khóe mắt anh ửng đỏ. Hay là em không quan tâm? Cũng đúng thôi, trước đó em đã nói em đều không thích mà. Kể cả anh lúc mất trí nhớ hay không mất trí nhớ, em đều không thích. Tôi không ngờ trò đùa của mình lại dội ngược về phía mình như vậy. Tôi vội vàng giải thích. Không phải, anh đừng nói bậy, em thích anh. Tôi giơ tay xoa xoa gương mặt của người đàn ông. Chỉ là không ngờ anh thầm thích em đấy. Đẹp trai, dáng người chuẩn, môn đăng hộ đối, thích tôi. Không tệ, xem ra ánh mắt của tôi không tệ. Lúc ăn cơm tôi mới mở di động, có tin nhắn của người đại diện gửi cho. Gần Hoành Điếm có nhiều paparazzi, chuyện hôm qua tôi đến đồn cảnh sát được lên hot search rồi. Không biết kẻ nào mua tin nói rằng tôi bị cảnh sát đưa đi là vì phạm tội gì đó. Có người còn tung video tôi kéo Kỷ Thiên Minh ra khỏi đồn cảnh sát, tuy chỉ có vài giây nhưng đã thành tin đồn ngập trời. Anh chàng đẹp trai thần bí kia là ai thế nhỉ? Tuy chị của em nắm tay anh, nhưng mong rằng anh rời con mắt khỏi người chị của em. Chị ấy là hoa có chủ rồi. Khoan đã, hình như anh chàng kia là anh rể mà chị ấy công bố trong video hôm hôn lễ có đúng không? Nói nhỏ này, nghe đồn bọn họ chỉ là liên hôn, không có tình cảm đúng không? Phóng to video thì hình như đúng là anh rể rồi. Tạm thời bỏ qua việc này đi, nghe đâu tối qua có fan cuồng theo đuôi, nguy hiểm quá. Tôi vừa xem bình luận vừa nghe điện thoại của người đại diện. Tuy phòng làm việc đã trả lời thông tin trên mạng, nhưng mà fan của em vẫn rất lo lắng cho em. Còn tin đồn giữa em và Kỷ Tổng, hay là em tự mình lên tiếng đi. Vừa ngẩng đầu lên, tôi đã nhìn thấy Kỷ Thiên Minh đang nghiêng đầu uống nước, làm như không nghe thấy. Tôi khẽ cười, nói vài câu với người đại diện rồi tắt máy. Kỷ Thiên Minh đặt cái ly xuống, tỏ ra thuận miệng mà hỏi, có cần anh phải làm gì không? Tôi nhìn anh chăm chú,
nhìn đến khi mà tay anh đỏ bừng thì mới nói: "Không cần đâu." Người đàn ông thất vọng à một tiếng. Tôi cúi đầu che giấu nụ cười của mình. Con người này rõ ràng rất quan tâm, nhưng mà lúc nào cũng thích giở ra thái độ vô cùng thản nhiên. Nghe nói có fan cuồng xuất hiện, đạo diễn chủ động điều chỉnh lịch đóng phim cho tôi nghỉ ngơi 2 ngày. Ăn xong, tôi ngồi sofa xem kịch bản. Kỷ Thiên Minh ngồi bên cạnh làm việc cùng laptop. Nhưng mấy lần nhìn sang, tôi đều phát hiện ra anh không hề tập trung vào màn hình. Cảm giác tôi đang nhìn anh. Anh nhìn sang rồi lên tiếng hỏi: "Sao thế?" "Em đang rảnh, anh..." Tôi còn chưa nói xong câu, anh đã cướp lời: "Anh đã xử lý hết công việc rồi, mấy ngày này anh có thể ở bên em." Tôi gật đầu, nhích qua ngồi bên cạnh anh, lấy di động ra mở camera. "Chụp hình chung có phiền anh không?" Hai mắt của người đàn ông sáng rực, chủ động cầm di động. "Để anh chụp cho." Ảnh chụp rất đẹp, tôi ngắm nhìn một lúc rồi đăng lên mạng xã hội kèm theo dòng trạng thái: "Đừng lo, không sao đâu, tôi rất tốt. Mọi người nên theo đuổi thần tượng một cách lý trí." Ở bên dưới còn chú thích: "Người này không thần bí mà là người nhà." Kèm với hình ảnh tôi vừa chụp. Đăng hình xong, tôi hỏi Kỷ Thiên Minh: "Bây giờ chụp hình chính diện chung rồi, có thấy vui không?" Người đàn ông ngơ ngác nhìn tôi, híp mắt cười cười: "Vui chứ. Bà xã này, em yêu anh nhiều lắm có đúng không?" "Anh vui một mình đi, không thèm." Kỷ Thiên Minh khăng khăng ở bên cạnh tôi cả quá trình quay phim còn lại. May mà thời đại này internet và giao thông đều thuận lợi, dù làm việc online cũng rất hiệu quả. Ở bên nhau lâu dần, chúng tôi không còn xa lạ. Nhiều khi anh mới hồi phục trí nhớ. Con người anh vốn là nhiệt tình, hoạt bát. Chẳng qua sau khi tiếp quản công ty, anh dần trở nên trầm tính hơn. Lăn lộn trên thương trường nhiều, làm anh dần quen với việc khéo léo đưa đẩy. Anh có đoạn ký ức của thời điểm mất trí nhớ, cho nên ở chung với nhau lâu, anh đã hoàn toàn thả lỏng bản thân trước mặt tôi. Bình thường nếu có người ngoài, anh vẫn giữ hình tượng trầm tính, nhưng lúc chỉ có hai chúng tôi, anh trở nên ấu trĩ và dính người. Có điều cảm giác này không tệ. Quay xong bộ phim thì đã vào thu rồi. Kỷ Thiên Minh nói muốn dẫn tôi đến một nơi. Tôi dựa cả người vào anh, chợp mắt cho đến khi mà xe dừng lại. Xuống xe, tôi kinh ngạc nhìn rừng phong đỏ bạt ngàn. "Anh dẫn em về trường để làm gì chứ?" Nhìn rừng phong đỏ, tôi nhớ đến một việc. "Em nhớ năm 2 đại học, mình từng đến đây để quay phim ngắn. Đạo diễn bộ phim đó còn được giải thưởng nữa." Tôi kéo Kỷ Thiên Minh đi về phía trước. "Hình như là quay phim ở đây." "Đúng vậy, là ở đây." "Sao anh biết?" "Anh..." Tôi còn chưa nói xong câu, chợt nhớ đến hình nền di động của Kỷ Thiên Minh. Bối cảnh hình như là được chụp ở đây. "Kỷ Thiên Minh, em còn chưa hỏi anh thích Thẩm Mem từ bao giờ?" Lúc mặt chỉ nhớ, ký ức dừng lại ở năm 19 tuổi, anh không nhớ tôi, vậy nên yêu đơn phương là việc của sau này rồi. Tôi quay phim ngắn ở đây vào năm 2 đại học, khi đó chắc là anh sắp tốt nghiệp. Tôi vừa cố gắng suy nghĩ, vừa quan sát Kỷ Thiên Minh. "Chắc không phải là lúc em quay phim ngắn, vừa hay anh về thăm trường, nhất kiến chung tình với em, lén chụp ảnh của em, rồi bắt đầu sống kiếp thích thầm người ta đấy chứ." Người đàn ông dở khóc dở cười. "Quả nhiên là em không nhớ. Hôm đó em và bạn quay phim, anh đúng là chỉ đi ngang qua. Nhóm của em thiếu người nên bạn em đã kéo anh, nhờ anh đẩy xe hỗ trợ người quay phim. Anh đâu phải là người trong nghề, vốn định từ chối, nhưng mà sau đó nhìn thấy em, anh quyết định sẽ ở lại hỗ trợ." Thời gian giống như quay ngược lại, tôi dần dần nhớ ra một vài chi tiết. "Cái gì cơ? Tên đầu trắng đó là anh sao?" "Thì ai mà không có một thời kỳ nổi loạn nào." Tôi cố gắng nhớ lại, lúc đó trong đầu tôi chỉ có kịch bản, hoàn toàn không chú ý đến hậu trường. Ngoại trừ chàng trai nhuộm trắng cả đầu ra thì không còn ký ức nào khác. Tôi ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, cố gắng liên kết hình ảnh của anh
trong hai giai đoạn khác nhau. Không sao, đầu trắng hay là đầu đen cũng đều rất đẹp trai. Khi đó em và bạn em mắng anh là người không đàng hoàng. Vừa hay anh vẫn chưa đi xa cho nên nghe thấy hết. Thật không? Em đã từng mất lịch sự như vậy sao? Nhìn biểu cảm của Kỷ Thiên Minh, tôi dần nhớ ra một vài việc. Đó là lúc kết thúc buổi quay, chuẩn bị ra về, bạn tôi nói học viện điện ảnh của chúng tôi tuy rằng có nhiều anh chàng đẹp trai, nhưng nghe đâu ai cũng ăn chơi, vậy nên muốn yêu đương thì đến trường khác mà tìm người. Nhìn cô bạn mặc sức tưởng tượng về bạn trai tương lai, tôi thuận miệng lên tiếng. Muốn tìm một anh chàng đẹp trai nhưng mà không ăn chơi, đâu phải dễ dàng như vậy. Cậu đừng có mà suy nghĩ vớ vẩn, nói không chừng sau này cậu gặp được một người không đàng hoàng bằng cái tên đầu trắng ban nãy. Hình như là tôi còn nói thế thật. Tôi nghiêm túc nhìn Kỷ Thiên Minh. Em đúng là mất lịch sự quá rồi, em xin lỗi. Nhưng mà tại sao em mắng anh là đồ không đàng hoàng? Anh còn thích em làm gì chứ? Kỷ Thiên Minh thở dài. Hết cách rồi. Chắc là do anh bị sắc đẹp của em quyến rũ, vậy nên hôm nay anh dẫn em đến đây là để ôn lại kỷ niệm sau. Thật ra là để bù đắp cho những tiếc nuối tuổi thanh xuân. Anh nắm tay tôi đi về phía trước. Thời đi học, anh không thể nào hiểu được tại sao các đôi tình nhân lại thích nắm tay nhau đi dạo. Anh còn cảm thấy hành động này rất nhàm chán. Bây giờ nghĩ lại, nếu lúc đó chúng ta ở bên cạnh nhau, chắc chắn anh sẽ thấy thật thú vị. Thôi đi, thế tại sao khi đó anh không theo đuổi em? Tại vì có người nào đó chỉ thích đóng phim, không thích yêu đương. Câu nói chỉ thích đóng phim, không thích yêu đương tôi đã nói quá nhiều. Không biết anh đã nghe thấy vào thời điểm nào nữa. Nhưng mà hình như mọi chuyện bây giờ đều không còn quan trọng nữa. Kỷ Thiên Minh cũng nghĩ giống như tôi. Mọi chuyện trong quá khứ đã không còn quan trọng nữa. Anh nắm tay tôi thật chặt, nghiêng đầu mỉm cười. Cũng may là bây giờ chúng ta vẫn ở bên cạnh nhau, mọi thứ vẫn chưa muộn. Người đàn ông cúi đầu xuống, môi anh chạm môi tôi. Tôi vô thức vòng tay ôm cổ anh, đón nhận nụ hôn ngọt ngào. Cảm ơn anh, cho dù mất trí nhớ cũng không quên em. Anh phải cảm ơn em mới đúng chứ. Cho dù anh có mất trí nhớ, em cũng không rời bỏ anh. Anh yêu em, Mẫn Nhi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã vừa cùng nhau theo dõi xong bộ truyện ngắn vừa rồi. Hy vọng rằng nội dung hấp dẫn của bộ truyện này có thể khiến cho quý vị thư giãn sau những giờ phút căng thẳng trong công việc và cuộc sống. Quý vị có cảm nhận như thế nào sau khi lắng nghe xong nội dung của bộ truyện này? Hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận để Tú Anh được biết nhé. Còn bây giờ thì Tú Anh xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập truyện mới tiếp theo.